Kể từ vụ thu đông năm 2019, huyện Phú Tân thực hiện chủ trương sản xuất 2 năm, 5 vụ, góp phần điều tiết sản xuất tập trung vào 2 vụ mùa chính trong năm, giúp cho đất đón phù sa, cho nông dân sản xuất hiệu quả hơn. Qua 4 năm thực hiện chủ trương này, nhìn chung tình hình sản xuất nông nghiệp của nông dân có sự cải thiện đáng kể, rõ rệt. Vụ thu đông năm 2022, huyện Phú Tân tiếp tục thực hiện xả lũ với diện tích 11.256 ha đối với 10 tiểu vùng sản xuất như Bắc Cái Tắc, Bình Thạnh Đông, Tây Sườn Phú Lâm, Tây Sườn Phú An, Tây Trường Học, Tây Sườn Ba, Đông Sườn Phú Lâm, Đông Bảy Bích, Bắc Phú Lạc và Bắc Hòa Bình. Hiện nay các tiểu vùng này nước đã tràn vào đồng ruộng, đảm bảo cho chu kỳ xả lũ được thành công và bà con nông dân mong chờ việc mở đồng đón lũ sớm hơn để vệ sinh đất ruộng, bồi tô phù sa, hạn chế dịch bệnh cho những vụ sản xuất kế tiếp đạt năng suất cao hơn. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân yêu cầu các xã thị trấn có diện tích xả lũ vụ thu đông năm 2022 tập trung điều hành sản xuất, tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ nhằm đảm bảo thời gian thu hoạch dứt điểm vụ hè thu năm 2022 và tiến hành xả lũ đúng kế hoạch.